Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Mai Thị Huệ, hiện tôi đang công tác tại trường Trung học cơ sở Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Hôm nay, tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Trong một bài hát của cố nhạc sĩ Thuận Yến có viết: Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Lời hát ngọt ngào tha thiết ấy như được cất lên từ tận sâu trái tim mỗi người Việt Nam khi nhắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc, người đã dành trọn cuộc đời để lo cho dân, cho nước, hy sinh thầm lặng quên mình vì nước, vì dân. Nhắc tới Bác là nhắc tới một cuộc đời rất đỗi thanh cao và giản dị. Nhắc tới Bác là nhắc tới một tấm gương sáng về tự học, tự rèn luyện, giữ gìn đạo đức khiêm tốn, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, rất mẫu mực cho chúng ta noi theo. Đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 nhằm thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một cuốn sách tiêu biểu nằm trong tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh, đó là cuốn sách Hồ Chí Minh cứu tinh dân tộc Việt. Cuốn sách do tác giả Nguyễn Ngọc Truyện sưu tầm và biên soạn, được nhà xuất bản Thanh Niên phát hành năm 2008. Đây là một cuốn sách mà tôi vô cùng yêu thích bởi vì nó là một cuốn tư liệu tổng hợp khá đầy đủ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, được viết với văn phong giản dị, gần gũi, dễ đọc và dễ tra cứu. Với 359 trang, in trên khổ giấy 19 x 27cm, cuốn sách bao gồm 240 câu chuyện xuyên suốt cuộc đời vị cha già dân tộc từ khi mới được đặt tên đến khi rời xa quê hương đi tìm đường cứu nước và trở thành một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Hồ Chí Minh cứu tinh dân tộc Việt đã gây ấn tượng cho tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó là hình ảnh bìa sách. Với gam màu chủ đạo là màu đỏ, làm nổi bật lên hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với cao cao vầng trán ngời đôi mắt, với mái tóc chòm râu bạc trắng phau, với nụ cười hiền từ và trìu mến. Hình ảnh của Bác hiện lên thật giản dị và bao dung. Quanh Bác tỏa ra một vầng sáng rực rỡ. Phía dưới của bìa sách là hình ảnh những người lính chắc tay súng, vững tay cờ, đang trong tư thế sẵn sàng xông lên chiến đấu. Phải chăng ý nghĩa xuyên suốt của cuốn sách đã được thể hiện cô đọng trên trang bìa, đó là tâm hồn Bác, trí tuệ Bác đã soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc bằng con đường cách mạng chân chính, và Bác chính là người cứu tinh dân tộc Việt. Các mẩu truyện trong cuốn sách được chọn lọc và sắp xếp theo trật tự thời gian hợp lý với sự chuyển tiếp nhẹ nhàng, lôi cuốn dẫn dắt người đọc đi suốt chiều dài cuộc hành trình theo dấu chân của Bác. Cuộc hành trình ấy đã được khái quát trong 5 phần của cuốn sách. Phần thứ nhất, từ đầm sen. Phần thứ hai, đi tìm đường cứu nước. Phần thứ ba, lãnh đạo cách mạng thắng lợi. Phần thứ tư, ra đi Bác dặn còn non nước. Phần thứ năm, cha mẹ, anh chị của Bác Hồ. Mỗi phần của cuốn sách đều tương ứng với một giai đoạn lịch sử vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Bác. Ở phần 1, từ đầm sen, bằng những trang văn vô cùng xúc động, tác giả đã cung cấp những thông tin tư liệu về quê hương, gia đình và thời niên thiếu của Bác Hồ. Yếu tố gia đình giữ vai trò quan trọng, đặt nền móng và kiến tạo nên lòng yêu nước, thương dân, ý chí cứu dân, cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, ngoài việc đề cập trong phần 1, tác giả cũng đã dành toàn bộ phần 5 của cuốn sách để nói về gia đình Bác, một gia đình nhà nho yêu nước, có truyền thống cách mạng bất khuất, kiên trung. Đến với phần 2 của cuốn sách, bạn đọc sẽ được tiếp cận nhiều bài viết về cuộc hành trình đi tìm đường cứu nước đầy gian lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tinh thần học tập, lao động không biết mệt mỏi, không lùi bước trước khó khăn nguy hiểm, từ một người yêu nước chân chính, Bác đã trở thành một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, có nhiều đóng góp cho phong trào cộng sản và phong trào công nhân quốc tế. Quan trọng nhất là trong cuộc hành trình ấy, Bác đã tìm được con đường mang lại cơm áo, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.
Đến với phần 3, lãnh đạo cách mạng thắng lợi. Đây là phần chiếm dung lượng lớn nhất trong cuốn sách. Trong phần 3 này, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên không chỉ là một vị lãnh tụ thiên tài đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một người hoàn thiện, hoàn mỹ về đạo đức. Trong đời sống hàng ngày, ngoài những lúc làm việc và tiếp khách, Bác thường tranh thủ đi thăm, trò chuyện thân tình với các cụ già, gặp gỡ chiến sĩ đồng bào các địa phương để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bác đến với mọi người một cách rất tự nhiên và bình dị. Mỗi câu chuyện đều thể hiện phong cách giản dị, gần gũi nhưng rất tinh tế của Bác. Lối sống, tác phong quần chúng thường ngày của Bác là chuẩn mực nhân cách của người cách mạng, nhưng lại không xa lạ với mỗi người bình thường. Ai cũng có thể soi mình, học tập và noi theo. Đến với phần 4 của cuốn sách, tác giả đã kể lại những năm tháng cuối đời của Bác bằng những trang viết vô cùng xúc động. Vị cha già kính yêu của dân tộc đã gửi lại muôn vàn tình yêu thương cho toàn thể nhân dân Việt Nam trước khi về cõi vĩnh hằng. Ra đi, Bác dặn còn non nước, những lời dặn cuối cùng đầy nhiệt huyết. Thấm đượm tình người của Bác trong bản di chúc thiêng liêng đã trở thành di sản vô cùng quý báu của dân tộc và nhân loại. Làm theo di nguyện cuối cùng của Bác, toàn đảng, toàn dân ta đã thể quyết biến đau thương thành hành động, dũng cảm tiến lên tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của người. Quý vị và các bạn thân mến, Hồ Chí Minh cứu tinh dân tộc Việt, công trình tâm huyết của tác giả Nguyễn Ngọc Truyện là một tác phẩm được tổ chức công phu, dày dặn, tập hợp được nhiều bài viết, hình ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách là một tài liệu vô cùng quý giá đối với những ai mong muốn được tìm hiểu và nghiên cứu về Bác. Với tôi, đọc xong cuốn sách ấy, tôi càng hiểu hơn về cuộc đời và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc. Để rồi, càng thêm yêu quý, kính trọng và tự hào về Bác, nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của người. Với những chia sẻ nho nhỏ này, tôi hy vọng quý vị và các bạn hãy cùng tìm đọc cuốn sách để có thể cảm nhận được rằng yêu Bác lòng ta trong sáng hơn. Cuối cùng xin được gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn ban tổ chức cuộc thi đã tạo điều kiện để tôi có thể chia sẻ những cuốn sách hay đến tất cả mọi người. Chúc cuộc thi thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.